Châu mày và màn hình hạ view không hề giả chân. Hôm nay là tôi sẽ nhận các kèo kèo bón hành cho MU nha. Hôm nay là nhận các diễn viên fan MU nha. Nhận nhưng mà diễn viên đấy nha, không biết diễn thì không chơi đâu nhá. Phải biết diễn đấy. Ok, xem tôi vã Mạnh Tông nha. Ê. Nói chung là cũng có một cái đội hình nó cũng gọi là giàu tình cảm đúng không? Mạnh Tông là cũng có cái đội hình nó giàu tình cảm, huấn luyện viên gì Jacob cái gì Em đá với Toàn Thịnh Phạm mà chưa? Đá với Phương Ngọt. Đổi được trong mơ à? Chào chị ghi 4 bàn với win 5-4 là đẹp. Ok. Rồi, bắt đầu. Kèo với Mạnh Tâm này. Đá kiểu gì tí còn nhận được các C nha Tâm. Đá kiểu gì thì tí được nhận các C nhá. Rồi rồi rồi, bóng ở trong chân tôi thì đừng có nghĩ chuyện lấy nhá. Bóng là trong chân Hoàng Minh Châu rồi thì Torres đây này. Rồi rồi rồi. It's fuck. Đánh đầu. Kém đấy nhở, con hàng William lùn lại này, lấy lại bóng này. Sút thế em sút, sút cầu may đấy em sút. Kinh đấy, ê gớm đấy, ê gớm đấy. Rồi. Bóng hơi à. Ease. Trả bóng à? Fair play quá nhỉ? Được đấy. Siêu chưa? Siêu. Ê, từ từ, Mạnh Tâm không mặc áo MU à? Không được nhá. Các kèo này phải mặc áo MU nhá. Ai chơi mặc cái áo màu trắng này, mặc áo màu trắng tôi không có content. Không đồng ý. Không được. Biết lừa bóng đấy. Thôi, gọi là cho gỡ một cái bàn danh dự. Anh bảy à? Cho có một cái bàn danh dự. Ok. Ê, siêu. Sẽ vào đấy, sẽ chuyển cô đấy. Mạnh Tâm yêu cầu dừng trận đấu à? Siêu. Ok, cảm ơn chị ạ. Được đấy chứ, biết lừa đấy. Rồi. Không sao đâu. Rồi. Ok, được đấy, chung là cũng được đấy, nhưng mà vẫn là một cái tỷ số mà nó cũng gọi là đẹp cho Chelsea đêm nay. Tiếc quá, ác chưa? Lạnh lùng gì?